Rạng sáng ngày mai lúc 0 giờ 30 phút sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn giữa Man United và Tottenham, hai đội bóng đang cạnh tranh cho vị trí trong top 4. Về mặt phong độ, gà trống được đánh giá là nhỉnh hơn khá nhiều khi vừa có hai chiến thắng hủy diệt 4-0 và 5-0. Còn bên phía đối diện, Man United đang gặp khó trong cuộc đua giành suất dự cúp C1 khi đã để mất 5 điểm trong hai vòng đã qua. Lịch thi đấu phía trước là rất gian nan, trong khi các đối thủ trực tiếp như Arsenal hay Tottenham còn nhiều trận chưa đấu trong tay. Vì lẽ đó, việc đánh rơi điểm số không còn nằm trong tầm cho phép của nửa đỏ thành Manchester. Vậy Manchester United đã có những chuẩn bị gì cho nhiệm vụ khó khăn trước mắt? Như thường lệ, quý vị và các bạn hãy cùng Random Football lắng nghe chia sẻ của huấn luyện viên Ralf Rangnick về những tin đồn, tình hình lực lượng và cả các vấn đề bên lề liên quan đến Chelsea ngay sau đây. Tôi muốn hỏi một chút về cảm nghĩ của ông về tình hình liên quan đến Nga và Chelsea. Quan điểm của ông về tình hình bóng đá Anh hiện tại là như thế nào, cũng như những tác động của diễn biến tại Ukraine với các sự kiện đang xảy ra tại đây. Thành thực mà nói thì tôi nghĩ ai cũng có cảm xúc giống nhau, rằng những gì diễn ra tại đó là một thảm kịch. Chúng ta chỉ biết chắp tay cầu nguyện, mong rằng một giải pháp hòa bình được đưa ra. Với những biện pháp được đưa ra về mặt chính trị và kinh tế, thì nó cũng đang ảnh hưởng tới ngành công nghiệp bóng đá theo một cách rất logic thôi. Nhưng tôi không đủ thông tin để có thể bàn luận về những gì đang diễn ra tại Chelsea. Nhưng nhìn vào bức tranh toàn cảnh, thì với tôi, tất cả là một thảm họa nhân đạo. Và tôi rất hy vọng rằng, trong những ngày hoặc tuần tới, các biện pháp hòa bình sẽ được tìm ra. Dưới góc nhìn là một người làm việc cho câu lạc bộ bóng đá, liệu các huấn luyện viên có phải cân nhắc về các vấn đề ngoài chuyên môn trước khi tới một đội bóng làm việc hay không? Vì rõ ràng Thomas Tuchel đang phải ở trong tình cảnh mà ông ấy cần trả lời vô số câu hỏi về tình hình của giới chủ đội bóng. Những huấn luyện viên khác trong quá khứ cũng vậy, đó có phải là một kỹ năng cần có khi làm huấn luyện viên không? Nếu có thì nó hoạt động như thế nào? Có ai ngồi tại đây đoán trước được những sự kiện đã xảy ra trong 3 đến 4 tuần vừa qua không? Đương nhiên là không. Thế nên tôi nghĩ chúng ta nên cẩn trọng trước khi quy trách nhiệm hay công việc gì đó cho một cá nhân. Điều này là không thể đoán trước được và Roman Abramovich đã là ông chủ của Chelsea gần 20 năm. Không chỉ Chelsea mà Everton và Arsenal đều có những cá nhân người Nga có quyền sở hữu đội bóng. Đương nhiên là sự việc đó đã ảnh hưởng tới bóng đá nói chung, rồi tới xăng dầu và vô số thứ khác nữa. Nói chung nó ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Hiện tại ở Anh hay ở Đức hay ở bất kỳ một nước châu Âu nào, dù chúng ta chỉ cách Ukraine khoảng 2 tiếng rưỡi đi đường, nhưng nó chưa có tác động trực tiếp nào. Tuy nhiên, giả sử chiến tranh tiếp diễn trong vài tuần tới, thì tôi sẽ rất bất ngờ nếu không có một sự ảnh hưởng nào được nhìn thấy tại đây. Về trận đấu ngày mai, theo ông nó có tính chất như thế nào đối với mùa giải này của đội bóng và 4 cầu thủ vắng mặt cuối tuần trước liệu sẽ có mặt vào ngày mai chứ? Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của trận đấu ngày mai và cả cuộc đối đầu gặp Atletico vào thứ ba nữa. Nhưng trận đấu quan trọng nhất sẽ là vào ngày mai, khi chúng tôi tiếp đón Tottenham. Chúng tôi buộc phải thắng, điều đó cả đội đều hiểu. Tuần vừa qua, đội bóng tập luyện rất tốt, các cầu thủ cũng hiểu rõ tính chất của cuộc đối đầu. Sự tập trung là có và tính đoàn kết cũng được thể hiện trên sân tập. Về mặt lực lượng, chúng tôi vẫn sẽ thiếu vắng Luke Shaw. Cho tới ngày hôm qua thì anh ấy vẫn dương tính với Covid-19. Scott McTominay thì vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Cậu ấy có vài vấn đề với bắp chân nên sẽ phải chờ đợi cho tới sau buổi tập ngày hôm nay. Hiện tại, tôi nghiêng nhiều về khả năng sẽ không có sự phục vụ của Scott vì nếu chúng tôi mạo hiểm tung cậu ấy vào sân, rất có thể McTominay sẽ không thể đá tại Champions League. Hiện tại tôi đang dự tính như vậy vì luôn cần phải cẩn trọng với các vấn đề về cơ. Vậy có vẻ Ronaldo sẽ trở lại. Tuần vừa rồi đã có rất nhiều bàn tán về anh ấy và tình hình của Cristiano tại câu lạc bộ. Vậy có vấn đề gì không? Anh ấy thế nào? Liệu có sung sức không? Đúng, Ronaldo đã quay trở lại luyện tập từ hôm qua. Cậu ấy tham gia toàn bộ thời lượng tập và tôi mong chờ Cristiano sẽ tiếp tục tập luyện ngày hôm nay. Cậu ấy đã tham gia cùng với cả đội nên tôi nghĩ Ronaldo sẽ có mặt trong trận đấu ngày mai. Vậy còn vấn đề xung quanh việc CR7 có hạnh phúc hay không và sức khỏe nữa? Tôi cũng chưa hỏi Cristiano xem liệu cậu ấy có hạnh phúc tại Manchester và câu lạc bộ không. Với tôi quan trọng nhất là cậu ấy khỏe mạnh và đã quay trở lại tập luyện. Rồi sau đó chúng tôi sẽ cân nhắc đội hình thi đấu và các cầu thủ ra sân cho trận đấu ngày mai. Vẫn là về Ronaldo, có người cho rằng câu lạc bộ không hề biết chuyện Cristiano bay về Bồ Đào Nha. Ông có thể làm rõ vấn đề này được không? Tôi từ chối trả lời câu hỏi này vì chẳng có gì đáng nói khi chuyện đã xảy ra được cả tuần rồi. Điều quan trọng là tập trung vào trận đấu ngày mai. Với tôi thật không hợp lý khi cứ nói lại chuyện này.
Quan trọng là Ronaldo và cả Edinson Cavani đã trở lại tập luyện và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Tôi muốn hỏi về Marcus Rashford vì hẳn là cậu ấy rất thất vọng khi không được xuất phát trong trận gặp Manchester City. Marcus cần làm gì để giành lại được suất đá chính trong đội hình của ông? Đó là thi đấu giống như những gì cậu ấy thể hiện trên sân tập, có thế thôi. Chúng ta đã nói về vấn đề này trong một cuộc họp báo khác diễn ra một hay hai tuần trước đó. Marcus luôn tập luyện tốt, có thừa tài năng và sở hữu mọi phẩm chất cần thiết của một tiền đạo hiện đại. Vấn đề của Rashford chỉ là chuyển hóa màn trình diễn trên sân tập thành những gì diễn ra ngay trong thực chiến. Ông có chấp nhận thực tế rằng Arsenal đang là người nắm đằng chuôi trong cuộc đua giành suất dự Champions League không? Vì họ vẫn còn hai trận chưa đấu trong tay và phong độ cũng đang ở mức cao. Hiện tại Manchester United mới là đội phải bám đuổi. Đúng, nhưng không chỉ có mỗi chúng tôi, điều tương tự cũng đúng với hai hoặc ba câu lạc bộ khác. Hiện tại, họ đang nằm trong vị trí tốt nhất có thể, nhưng bóng đá thì không nói trước được điều gì. Và chúng tôi vẫn còn tới 10 vòng đấu nữa để quyết định mọi thứ, nên hãy cùng chờ xem. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được việc phải tập trung vào bản thân và đảm bảo rằng cả đội sẽ không đánh rơi bất kỳ một điểm số nào nữa. Về phía Tottenham, huấn luyện viên Antonio Conte đang hướng tới một trận đấu tuyệt vời tại Old Trafford ngay sau khi Spurs hủy diệt Everton với tỷ số 5-0, ông nói. Chúng tôi đã chơi một trận đấu hay, nhưng bây giờ đối với tôi, điều rất quan trọng sẽ xảy ra vào thứ Bảy bởi vì chúng tôi thi đấu với Manchester United. Trận đấu với Everton đã là quá khứ và cũng sẽ là quá khứ đối với các cầu thủ của tôi. Chúng tôi phải tận hưởng thành quả, nhưng đồng thời từ ngày mai, tất cả phải bắt đầu nghĩ về trận đấu quan trọng với United, với đội bóng mà chúng tôi đang chiến đấu để giành một suất dự Champions League. Huấn luyện viên Antonio Conte cũng hồi tưởng lại kỷ niệm cách đây 23 năm khi ông còn là cầu thủ của Juventus hành quân tại Old Trafford ở bán kết Champions League 1999, nơi mà đại diện nước Ý đụng độ Manchester United vô song của Sir Alex Ferguson. Tôi nhớ rất rõ, tôi đã ghi một bàn thắng, sau đó United gỡ hòa ở phút cuối cùng với Ryan Giggs. Sau đó ở trận lượt về, chúng tôi thắng 2-0 và thua 3-2. Tôi nhớ rất rõ, mùa giải đó Man United đã vô địch Champions League. Trận chung kết gặp Bayern Munich, họ thua 0-1, chỉ còn 1 phút nữa là ghi bàn 2 lần và vô địch Champions League. Tôi nghĩ đó là giai đoạn tốt nhất của United. Họ bắt đầu giành chiến thắng ở một giải đấu quan trọng như Champions League để trở thành một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Bây giờ, tôi thực sự tập trung vào công việc mới của mình. Tôi là một huấn luyện viên, nhưng chắc chắn mất mát này là một phần trong sự nghiệp của tôi. Tôi nhớ rất rõ vì thay vì vào đến trận chung kết Champions League, chúng tôi đã để thua trước United. Và sau đó, họ đã vô địch Champions League. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.